Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xóa số trang trong Word. Giả sử như đây, tôi có một văn bản và văn bản của tôi á, nó đã được đánh số trang. Bây giờ tôi không muốn là đánh số trang trong văn bản nữa mà tôi muốn xóa đi. Thì để xóa số trang trong văn bản á, thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn hai cách. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên. Cách đầu tiên để xóa số trang thì chúng ta sẽ vào tab Insert. Tiếp theo ở đây, các bạn chúng ta sẽ chọn vào phần Footer. Lưu ý nha, nếu số trang nằm phía dưới của tờ giấy thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào Footer. Còn nếu số trang nó hiển thị ở phía trên của tờ giấy thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào phần Header nha. Rồi ở đây, số trang của tôi nó nằm ở cuối tờ giấy thì ở đây tôi sẽ chọn vào Footer. Sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào Remove Footer. Thì lúc này á, tất cả các số trang có trong văn bản nó sẽ bị xóa đi. Đó bạn thấy không? Lúc này á, tất cả số trang trong văn bản đã bị tôi xóa đi. Đây là cách đầu tiên. Rồi tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai. Bây giờ tôi sẽ undo quay trở lại. Đó, ban đầu nó được đánh số trang. Rồi để xóa số trang theo cách thứ hai á, thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn chúng ta sẽ tích đúp chuột vào số trang này. Và bây giờ tôi sẽ bấm vào số trang, bấm 2 lần chuột liên tiếp. Sau đó tôi sẽ quét chọn vào số trang và bấm phím Delete trang bàn phím. Thì lúc này á, số trang nó sẽ bị xóa đi. Rồi bây giờ tôi sẽ kéo xuống này. Đó, ở trang 2 cũng vậy. Số trang nó sẽ bị xóa đi. Rồi sau khi xóa số trang xong rồi á, tôi sẽ chọn vào Cloud Header and Footer. Thì lúc này á, tất cả các số trang có trong văn bản nó sẽ bị xóa đi. Đây là cách thứ hai. Như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn hai cách để bạn có thể là xóa số trang trong Word. Nếu thấy video hay, hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.